bảo nè, Nguyên Bảo có bao giờ nghe đến cái nghề là nhặt lá chưa? Thật sự thì nhặt lông chim yến thì Nguyên Bảo đã nghe, chứ nhặt lá thì lần đầu tiên nghe luôn đó mà. Vậy nên trong chuyên mục Miền Tây Kỳ Thú ngày hôm nay, mấy anh sẽ bật mí đến cho quý vị khán giả cũng như là Nguyên Bảo về một nghề lạ đem lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tận dụng thời gian rảnh, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã đi nhặt và phơi lá gòn. Nghe qua thì thấy lạ, nhưng nghề này đã mang lại thu nhập ổn định cho bà con. Nhánh gòn được bà con thu mua về từ nhiều nơi, tách lấy lá, phơi khoảng 2 nắng thì khô, còn nhánh đưa vào máy cắt nhỏ phơi khô, sau đó đóng thành bao và vận chuyển đến các đầu mối để chế biến thành bột, dùng làm nhang và thức ăn cho cá. Ông Phạm Văn Gom, người đã gắn bó hơn 7 năm với nghề này, vì lớn tuổi nên không thể đi làm xa ở các khu công nghiệp. Trung bình mỗi ngày hai vợ chồng ông chặt và phơi lá gòn cũng kiếm được hơn 250.000 đồng. Hàng ngày hai vợ chồng đi chặt gòn thì ngày 2-3 xe vậy đó. Đó, tính ra bình quân thì ngày cũng thu hoạch cũng cỡ trên 100.000 rồi đó. Mình sắm mơi làm cho tới chiều. Không giàu có nhưng nhờ có cái nghề này mà cuộc sống gia đình ông cũng phần nào ổn định hơn.